sao ra chứ. Để chữ quân á. Ở đây ngày các ông chỉ mời toàn bộ bà con đi ra hết phía sau. Mời toàn bộ bà con ở cái khu vực bên cánh đường Trần Quang Khải. Rất là tự hào vì có mặt trong buổi lễ nhận con ngày hôm nay. Trong môi trường quân ngũ sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện học tập theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm một con người tốt hơn, sẽ ra giúp ích cho xã hội nhiều hơn. Làm nghĩa vụ quân sự, đây là ngày hội lớn của toàn dân nói chung, của tuổi trẻ vang của nhân dân các dân tộc thành phố. Thành quả đó ngoài ý thức tự giác, tinh thần đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Buôn Ma Thuột tin tưởng rằng trong thời gian được giao, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quân đội và công an nhân dân Việt Nam anh hùng dành cho các bạn. Kính thưa các đồng chí, thưa đồng bào và các bạn thanh niên thân mến, các cấp các ngành đã thực hiện đúng quy định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những người con yêu quý của mình, để hôm nay các bạn trở thành những người chiến sĩ cách mạng. Gánh mong và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, tích cực, trách nhiệm của các đơn vị nhận quân như Trung đoàn 66 và của cả hệ thống chính trị chúng ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu thanh niên Ebonia. Mình rất là để mình còn được trưởng thành hơn nữa. Mình rất là tự hào và rất là vui và được trúng tuyển tất cả bao nhiêu người được tuyển. Mình cố gắng mình hoàn toàn phấn đấu được chứ nhiệm vụ của mình và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình người ta được trao ạ. Dạ, em thì tên là Hờ Đoan Cơ Buôn ạ. Em sinh năm 95, quê quán em là ở Buôn Erang, phường Tân Xuân ạ. Xuống tặng hoa và bắt tay.
đồng chí Vũ nâng hai cái. Đồng chí Trần Xuân Long, đồng chí Hồ Đăng Khoa, đồng chí Võ Hoàng Huy, Đinh Nghĩa. Trung đoàn 66, xe số 2, xã E Tu. Đồng chí Y Quang Evan, Blanc Evan. Đồng chí Y Vũ Adelon. Trần Xuân Quốc Việt. Đồng chí Hà Công. Trung đoàn 66, xe số 3. Đồng chí Bùi Minh Quang, đồng chí Nguyễn Văn Cường, đồng chí Lê Văn Phúc, đồng chí Inie Evan, đồng chí Khương Môn Giá, đồng chí Isien Evo, đồng chí Quyên Evan, đồng chí Thái Evan, đồng chí Vũ Minh Đô. Xuống từ từ mẹ ngã đấy. Đi hiểu. Cầm lên cái máy cho nó đi, cầm máy cho nó. Đồng chí Trương Công Hoàng,
tuổi.